Vân chào cả nhà. Vân tự giới thiệu sơ, Vân tên là Vân Võ, đến từ Tampa, Florida. Background của Vân trước đây là làm về ngành nail, cũng 15 năm trong ngành nail và cũng đã từng bị bệnh te tua tơi tả và thậm chí là tới bệnh ung thư luôn. Nói chung là diêm dương gõ cửa rồi nhưng mà vẫn còn ngồi đây là cũng nhờ dòng dược thảo hỗ trợ mấy chị. Cho nên là hôm nay là Vân chia sẻ về cái đề tài sức khỏe. Thì trước khi đi sâu vào thì em mời chị Trinh giới thiệu sơ về chị. Hello Vân, hello cả nhà. Mình tên là Trinh, Trinh Lê. Mình ở thành phố Cherry Hill, tiểu bang New Jersey. Cái background của mình là làm nail. Mình làm 25 năm. Ít quá. Ít hơn em 10 năm. Cảm ơn Vân đã có lời mời mình lên trên đây. Thì như Vân nói đó, là cái đề tài sức khỏe là cái đề tài muôn thuở. Bởi vì có tiền mình cũng không có mua được sức khỏe. Nhưng mà mình lại có cách có được sức khỏe. Thì hôm nay Trinh rất là vui khi mà mình được chia sẻ cái trải nghiệm của mình. Mà mình nghĩ cái trải nghiệm của mình là những cái vấn đề của mình về sức khỏe trước đây cũng là vấn đề của gần như là rất rất là nhiều người. Mà đặc biệt là mình nghĩ là trong giới làm nail. Bởi mình là người trong giới làm nail. Very good. Chị có thể cho em biết là lý do tại sao mà chị em mình, đặc biệt là những anh chị em trong ngành nail, như em, như chị, tới chừng mà cái quả phải gánh đó là bệnh te tua tơi tả, mà không phải là hai chị em mình không. Em theo em được biết là rất là nhiều anh chị em làm nail đó, biết là cái người ta nói là sanh nghề tử nghiệp đúng không, nhưng mà tại sao mà đa số những anh chị em làm nail của mình gặp những cái tình trạng bệnh, rồi thậm chí rất là nhiều về bị ung thư á chị. Mà em có một số mấy người bạn luôn đó, là khi mà phát hiện ra là thời kỳ cuối không ạ. Rất là nhiều người bị những cái chứng bệnh mà kỳ cục lắm. Thì không biết là lý do tại sao ha. Thì mình nghĩ mình không phải là bác sĩ hay khoa học gia, nhưng mà cái vấn đề tình trạng chung là mọi người đều thấy hết. Mình là những người tiếp xúc trực tiếp vào hóa chất. Là bởi vì mình hít thở hàng ngày, mình sờ chạm hàng ngày, thì là cái nguy cơ thì nó sẽ cao hơn những người không làm trong cái ngành nghề tiếp xúc trực tiếp vào hóa chất như mình. Có nghĩa là ngửi mỗi ngày, ngửi độc tố ngửi nè, rồi va chạm nè, mình nghĩ là mắt mình nè, mũi mình nè, miệng mình nè, da mình nè, chắc chắn là mình tiếp xúc một cách trực tiếp vô trong hóa chất. Và em thêm được biết là mình ăn uống thất thường nữa đúng không chị? Ăn uống ngày nào mà bận quá là khỏi ăn luôn. Chính xác, những người làm nail thì trải qua hết các cái tình trạng này. Khi mà có khách á, thì coi như là mình lại bỏ đi những bữa ăn. Hoặc là mình ăn một cách vội vã, ăn thậm chí là không kịp nhai để mà nuốt vô, để mà rồi chạy ra làm tiếp. Rồi có những cái lúc, thật ra có những lúc cũng là không có khách, thì đó mình sẽ ăn bừa, cái gì mình cũng ăn hết, cho nên nó không có cái cân đối giữa cái giờ giấc. Với lại chưa chắc là mình đã có thời gian để mà mình nấu những cái bữa ăn thực sự là lành mạnh. Và bên cạnh đó là mình ngồi đúng không? Mình ngồi trên 6 tiếng một ngày. Trên 10 tiếng thôi. Trên 10 tiếng. Mình mở cửa từ 10 giờ tới 8 giờ đúng không, là khoảng chừng 8, 9, 10 tiếng, coi như là ít nhất là 8 tiếng. Mà nhiều khi là có người phải ngồi cả 12 tiếng, đó là tùy theo. Nhưng mà cái ngồi đã là không có rồi. Mình cứ ngồi như thế trong cái tư thế nó không có được thoải mái. Coi như là mình nói, nếu mà nói về bệnh là tay, chân, lưng, tất cả là bị ảnh hưởng hết hoàn toàn. Tại vì vừa làm mà mình thấy là mình dùng cái sức lao động của mình nhiều, mà mình ngồi trong cái tư thế chưa chắc đã là thoải mái. Cho nên là cho dù cái giữa neo hay là xuống làm chân, đều tất cả trong cái tư thế không có, gọi là không khỏe mạnh tí nào hết. Rồi lại mình mang những cái chứng bệnh đó nữa, chẳng hạn như là đau tay, đau lưng, đau vai nè. Mà mình nghĩ là đau lưng cũng rất là nhiều. Đại khái là nhiều chứng lắm. Có nghĩa là ai trong ngành neo thì tất cả mình nghĩ rằng là trải qua cái này, có nghĩa là không trải sớm cũng sẽ trải trễ. Không tránh khỏi cái vấn đề này. Là tại vì mình cầm giũa nhiều năm quá đúng không chị? Chính xác. Em á, tại vì nè, em bị luôn cái dai xuống tới đây và mấy cái khớp xương luôn. Không biết là chị trước đây chị có bị những cái đó không?
đang trải qua gồng hết rồi. gồng nhiều năm. mình đã trải qua hết, tại vì mình giũa 25 năm liên tục, mình giũa mà mình làm chủ mà, cho nên là coi như là mình chạy, mình phải chạy khách, mình phải chạy cho ra, cách nào cũng phải làm hết, cho nên là bán sống bán chết để mà làm. Cái như là thợ có thể nghỉ xíu để ăn nhưng mà chủ không thể nghỉ đúng không? Tại Mình khách ngồi cả đóng nhà thì làm rồi, sao mà đúng sốt cái ruột trách nhiệm cũng của mình. thì nói chung là đó là một trong những lý do mà anh chị em mình trong ngành nail dễ bệnh, giống như chị Trinh nói. Thứ nhất là gần những cái chemical, những độc tố mỗi ngày, ăn uống thất thường, ăn uống thiếu chất nữa chứ, ăn uống giống như chụp giật gì đó, ăn lẹ 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 xong rồi đi ra để đi làm bao tử hết, bị bao tử hết, vân bị rất là nặng về về bao tử nè, rồi ngồi 6 tiếng trở lên, rồi cái tư thế ngồi nữa, ngồi mình đâu có ngồi thẳng, đâu có ngồi đúng tư thế đâu, cho nên là sau này lưng lưng bị hết, lưng khớp cầm giũa nhiều năm thì bắt đầu những khớp xương mình bị tổn thương hết. Đó là những cái mà anh chị em làm nail của mình đều phải bị hết. Thì nếu như chị, bản thân của em thì em đã nói rồi là em bị ung thư, em đã bị ung thư thận và bị viêm xoang mũi rất là nặng đó chị. Vâng, bị viêm xoang mũi nặng nặng cực kỳ nặng, mỗi năm phải chích 2 mũi mới thở được, còn nếu không thì nó bị nghẹt như vậy nè, mà nước mũi nó ra ào ạt như vậy không thở được luôn, mà cái cảm giác mà chết sướng hơn đó mấy anh chị. Rồi thì xương khớp mới có 30 mấy tuổi mà cảm giác như xương khớp nó rã rời hết vậy đó, giống như bà già 60 70 tuổi vậy đó. Thì đó là em, và không biết là chị trước đây như thế nào. Mình có nhiều chứng lắm, nhưng mà cái chứng mà làm mình rất là khó chịu mà nó ảnh hưởng tới cái nghề nghiệp của mình đó là cặp mắt. Mắt của mình thì mình không biết là bởi vì mình giũa nail lâu, mình tiếp xúc bụi bặm, hay là bởi vì mình cũng đã bắt đầu tí tuổi, ai cũng phải già, thì cái tình trạng của mình là mắt mắt của mình là nó mỏi dễ sợ lắm. Có nghĩa là buổi sáng thì nó còn ok một chút, khoảng trưa trưa là bắt đầu nó có cái cảm giác con mắt mình nó khô. Khi mà mình cái cảm giác khô thì mình lại bị chảy nước mắt, thì nhiều khi cái cặp mắt của mình nó đỏ lên một cách vô lý, mình không hiểu tại sao nó đỏ nữa. Rồi là mình thấy nó những cái gì mà về mắt là coi như là mình cảm nghiệm được, mình không biết là các chị em làm nail như thế nào, cảm nghiệm cặp mắt của mình như thế nào. Nhưng mà khi đó thì mình rất là vừa lo sợ cho cặp mắt của mình mà mình vừa cảm thấy rất là khó chịu. Khó chịu là bởi vì khi mà con mắt nó nhòe đi thì mình mất đi cái chính xác cái độ mà mình làm. Rồi nó có cái nó làm cho mình giống như là nó cứ chảy nước mắt, nó chảy nước mắt. Nhiều khi mình làm mình nói là ban đầu thì mình cứ nghĩ là tại vì có thể là mình xài cái make up, nhưng mà khi mình thử mình chùi hết make up, mình không không sử dụng make up nữa thì cái nước mắt nó vẫn chảy, rồi nó rất là khô. Rồi mình chưa nói vấn đề là rất là mỏi mệt. Ví dụ như là khi mà mình làm như vậy thì mình chỉ có cảm giác mình chỉ muốn nhắm mắt lại mà thôi, là bởi vì mình thấy nó quá mỏi mệt đi. Thì đó là cái trải nghiệm của mình khi mà nói về cái cặp mắt của mình mà thôi. Thì không biết ở trong đây làm nail có ai có cái chứng đó như mình hay không, hoặc là ví dụ như khi mà mình phải coi những cái gì đó thì mình coi chỉ một chút xíu thôi là con mắt mình nó đã mờ, nó đã nhòa rồi. Chị mà nói vậy thì em mới nhớ tới cặp mắt của em. Tại vì em trước đây á, em đeo 2 cặp mắt kính nó to đùng như vậy nè, nó bị cận á, mà mở mắt kính xuống là không thấy đường. Nhưng mà đeo một thời gian đó mà tập trung vào giũa nail đó, nó rất là mỏi, nó mỏi mà nó mệt, mà nó giống như cuối ngày mà đi về tới nhà rồi là cặp mắt em nó sụp liền á, nó không, nó rất là mệt, nó không có khỏe. Và rồi sau này á, thì bắn tia laser đó. À, để không còn mềm mang kiến nữa đó, thì bắn lúc mà mới ra đó là em đã bắn, và lúc đó là mắt nó bị khô, nó khô giống như là cát ở trong đó vậy, nó cái cảm giác rất là khó chịu. Và mình làm nail thì mình vẫn phải làm thôi, nhưng mà mình phải nhỏ thuốc á, mỗi một ngày như vậy là 4 5 6 lần như vậy đó. Nếu mà không nhỏ đó là cặp mắt nó khô lắm, nó rất là khô luôn đó. Thì từ hồi em dùng cái dòng dược thảo này á một thời gian rất là ngắn. À, xíu bật mí cho biết là dùng cái gì nha. Cảm ơn cô Vân. Thì đây đó là cái chính xác mà mình muốn chia sẻ cùng mọi người đó. Thì theo chị Trinh á, là chị Trinh đã dùng cái gì và cái kết quả như thế nào? Chị Trinh có thể cho mọi người biết trước nhất là dùng cái gì và dùng bao lâu mới thấy được kết quả. Ok, cảm ơn Vân. Thì thật ra khi mình dùng cái này mình không nghĩ nó lại là tốt cho mắt nha.
à, mình khi mình dùng cái này thì mình cảm thấy là nó ngon, là nói chung nó là vitamin, thì mình nghĩ vitamin thì tốt. Thì khi mà mình dùng được khoảng chừng, mình nghĩ là chỉ có vài ngày thôi, là mình thấy có cái sự khác nhau về mắt, có nghĩa là mình thấy cặp mắt của mình nó thoải mái hơn. Rồi mình cứ tiếp tục thôi, mình cũng không nghĩ hoàn toàn là cái này nó lại tốt cho mắt mình như vậy. Thì mình tiếp tục uống, bởi vì uống cái gì là phải uống cho trọn. Thì mình uống trong vòng khoảng chừng một tháng. Thì khi mình uống cái đó ra mình thấy rất là lạ, coi như là mình quên đi cái cảm giác con mắt của mình nó bị khô, bị khó chịu. Và ngạc nhiên lắm, khi là lúc đó mình thấy ủa sao con mắt mình nó không chảy nước mắt nữa ta. Thì lúc đó mình không có cần phải mà đi nhỏ vô cái chai mà khô á, nó gọi là cho cặp mắt khô đó, không cần nhỏ nữa. Thì lúc đó mình cảm thấy cái mắt kiến của mình đổ thừa cái mắt kiến mình chắc nay nó tốt. Là bởi vì hồi đó mình cứ phải lao liên tục cái cặp mắt kiến, tại mình thấy nó nhòa. Nhưng mà sau này ủa mình đâu cần lao, nhưng mà thấy rất là rõ. Thì chỉ trong vòng một tháng mà thôi. Vâng, biết là các bạn mà làm nail một thời gian chừng 5 năm trở lên là các bạn đều hầu như ai cũng có vấn đề về mắt hết. Vấn đề về mắt, mắt mình đang bị cận, bị làn, bị lão hóa, bị nhòa, bị khô, khó chịu, giống mỏi như mệt. Mỏi mệt, mỏi mệt. Mắt mỏi mệt luôn. Mắt không mở lên nổi, bị lười, kêu bằng lazy eye. Vâng, trước đây vậy đó, mắt không mở lên nổi nữa. Coi như là dũa neo chừng 2-3 tiếng là bắt đầu mắt bắt đầu nó từ từ nó khép lại vậy đó. Rồi từ Vân sẽ hướng dẫn cho mấy chị giải pháp tuyệt vời. Bản thân Vân, Vân không còn những cái chứng bệnh đó nữa. Và chị Trinh, mời chị Trinh tiếp tục. Dạ, thì mình sau khi mình uống một tháng thì coi như là cặp mắt mình trở nên nó tinh tường. Có nghĩa là mình chớp mình cách một cách chớp tự nhiên như thế này nè. Tại vì cái đó là cái rất là tự nhiên, khi cái cặp mắt mình nó trở nên khỏe mạnh đó, thì mình có cái cảm giác rằng là cái cặp mắt của mình nó trong. Như mình cảm thấy là con mắt mình nó không có cái màu đỏ đục như trước đây nữa. Mà làm việc thì coi như là cứ thoải mái mà mình thấy được. Mình cứ suy nghĩ, ủa chuyện gì xảy ra với mình đấy. Có nghĩa là nhiều người họ nói là phải làm này làm kia. Nhưng mà thật ra thì trong vòng một tháng mình đã thấy có cái sự khác biệt rồi. Và bây giờ mình vẫn tiếp tục, bởi vì cái điều đó mình nghĩ rất có lợi cho cặp mắt của mình. Cho nên bây giờ mình vẫn tiếp tục làm điều đó. Người ta nói là sức khỏe rất là quan trọng, nhưng trong cơ thể của mình sức khỏe mắt là khá là quan trọng hơn rất là nhiều bộ phận khác đúng không chị? Nếu mà cặp mắt của mình mà bị bệnh là mình cũng khó mà tập trung vào làm những cái gì khác đúng không? Người ta nói là cặp mắt là cửa sổ của tâm hồn, nhưng mà mình nghĩ cặp mắt á, nó là hơn cả cái cửa sổ của tâm hồn. Bởi vì khi mình nhìn cái cặp mắt của người ta đó, thì mình nhìn vô mình thấy cái cặp mắt khỏe mạnh. Ví dụ cặp mắt khỏe mạnh là cặp mắt đó, tinh tường, rất là giống như là tinh, mình nói là như vậy, chứ không phải là nó lờ đờ, nó có cái cảm giác là mỏi mệt hoặc là đục ngầu trong đó. Thì nó quan trọng vô cùng. Đó là vấn đề là nhìn cái sắc thái bên ngoài. Còn cái quan trọng hơn nữa, khi mà mình phải dũa neo hoặc là mình làm việc mà nếu cặp mắt mình mờ nhòa thì coi như là mình thấy là cái chất lượng rất là kém. Cắt chảy máu người ta. Mình bực luôn, mình thấy mình bực bội lắm. Khổ sở, mình khổ mà còn bực nữa. Bản thân của em đó thì em cũng dùng trong vòng chắc không đầy tháng đâu chị, chừng 3 tuần là em cảm thấy cái cặp mắt của em tự nhiên nó không cần phải nhỏ thuốc nữa, mà nó rõ, mà nó không có bị nhòe nữa, mà nó không bị khô nữa, rất là lợi hại. Thì những cái mà tụi Vân dùng anh chị rất là đơn giản, mỗi ngày 2 shot 2 shot mỗi ngày 2 shot mỗi ngày. Một cái loại nước trái cây mà phải nói là rất là dễ, rất là dễ uống, ok, rất là dễ uống. Và bên cạnh đó thì không biết là chị có cái vấn đề gì nữa cho sức khỏe không? Dạ, thì đó là cái cặp mắt mà thôi. Còn nếu mà nói chung quy á, là vấn đề sức khỏe là toàn bộ cơ thể của mình, toàn bộ cơ thể của mình nó. Thì cũng như mình đã giới thiệu là mình làm nail 25 năm. Thì mình không biết có ai có cái cảm giác giống mình là rất là mệt, mệt mỏi lắm. Khoảng chừng mình thật ra mình ngồi tới khoảng 3-4 giờ chiều là coi như là mình không muốn dũa nữa. Coi như là mình muốn buông xuôi rồi. Làm là bởi vì bắt buộc mà thôi, chứ còn mà cảm giác như thế này cứ nghĩ thôi tới đây đủ rồi, bây giờ không muốn làm nữa, mệt lắm rồi. Phải là làm nail không đâu chị, làm bất cứ cái gì cũng vậy hết. Cái tuổi lão quá rồi là hầu như mình ngồi mình coi tivi mình cũng cảm thấy mệt nữa. Chị đồng ý em không? Ngồi mình coi tivi thôi mình đâu có làm gì đâu, mà mình cũng cảm thấy mệt mỏi uể oải nữa. Khoảng cỡ là chừng 3 giờ chiều là cảm giác mình không muốn làm gì nữa rồi.
mình muốn đi nằm một giấc cho nó đã. Thì không biết là có ai có cảm giác mệt mỏi giống vậy Bởi vì á, cái vấn đề là 3-4 giờ bạn không nói gì, mà khi mà về tối là không ăn. Có nghĩa là mình chỉ muốn mình nằm nghỉ mà thôi. Mặc dù không? là sáng á, là mình thức dậy là mình lười. Bảo đảm với các anh chị là khi mình bị cái chứng đó, mình không thể nào thức dậy sớm được hết. Mình rất là muốn ra khỏi giường, nhưng mà bởi vì mình quá mệt, cho nên mình cứ viện cái lý do là mình nướng. Nhưng mà thật ra cái nướng nó không có khỏe, là bởi vì mệt mình phải nằm mà thôi. Mặc dù là ví dụ như mình cố gắng là nghỉ ngơi nhiều tiếng đồng hồ, nhưng cái cảm giác mệt nó không không hết bao giờ hết, là triền miên hết cái năm này qua năm nọ, ngày này qua ngày nọ. Đó là cái mệt mỏi triền miên của mình. Thì như các anh chị đã thấy, cái là cái mệt mỏi chinh chưa nói vấn đề bệnh hoạn bên trong thôi nha, cái mệt bên ngoài thôi. Mà cái mệt nó rất là ảnh hưởng, bởi vì khi mà cái mệt mình cái hiệu quả công việc mình nó sẽ làm sẽ không tốt. Mà mình về nhà coi như là chăm sóc con cũng mình nói thật ra là nó quá mệt, đến lúc mình không có cái thời gian để mà chơi với con nữa. Là bởi vì mau mau ăn xong rồi cho mẹ đi nghỉ. Mình có cái cảm giác có thể nào mà ngồi chơi hay này kia hay không? Chắc chắn là không, mình chỉ muốn nằm nghỉ mà thôi. Rồi sáng sớm thức dậy mà cho con đi học là cả một cái cực hình. Có những lúc là ví dụ như mình đi không được là phải nhờ ông xã làm chuyện đó thôi. Đó là cái mệt mỏi của mình, mệt mà gọi là mệt vô tận. Thì hồi đó mình cứ nói như thế này, chắc tại mình làm neo, chắc tại mình làm neo. Nhưng mà thật ra khi mà lúc mà con của Trinh mà chưa có con, Trinh đâu có cảm giác mệt rõ rồi. Tại vì mình làm neo lúc mà chưa có gia đình, chưa có con. Cho tới nó kéo dài suốt bao nhiêu năm trời. Rồi làm đủ mọi cách, ví dụ như là ai kêu cái này thì như thấy trên truyền hình quảng cáo những cái vitamin uống khỏe mình thử, hoặc là uống những thậm chí là uống luôn cả nước yến, cái những cái thứ gì bồi bổ cho sức khỏe của mình, bởi vì mình nghĩ là mình phải có sức khỏe để làm việc. Nhưng mà thật ra thì cái hiệu quả đó mình thấy thì nó chưa có cái kết quả như là mình mong muốn, là khỏe mạnh chẳng hạn như thức dậy sáng sớm vui vẻ làm việc, đi làm việc cho tới 8-9 giờ, cứ vô khách làm đi dũa cho tới luôn, rồi về nhà vẫn ăn cơm chơi với con cái, thậm chí hát cả karaoke thức cả 12 giờ đêm không xi nhê, nói chuyện cũng không sao. Thì đó, before and after là làm của chị. Nghe Vân rõ đúng không? Dạ, nghe em rõ. Ok. Cái mà tụi Vân muốn chia sẻ đó mấy anh chị, một những cái hai cái sản phẩm mà mình rất là dễ dùng và rất là cần thiết cho bản thân của mình và gia đình của mình. Những đứa trẻ 2 tuổi trở lên cũng có thể dùng được là nước gấc mấy anh chị nhé. Nước gấc. Và cái nước gấc này giống như mấy anh chị đã từng thấy trong Facebook của Vân đó, là đứa cháu gái của Vân 8 tuổi mà nó bị bệnh ung thư và nó cũng được cứu bởi cái này. Ok. Nâng cái đề kháng lên rất là cao. Và mấy anh chị, Vân không phải nói cái này trị bệnh ung thư nha, nhưng mà vì cái cơ thể của nó quá là yếu, cơ thể nó quá là yếu, lúc mà nó phát hiện thì bác sĩ nói nó chỉ có xác suất sống 5% thôi. Lúc đó Vân lập tức cho nó uống nước gấc để nâng cái đề kháng lên, thì bác sĩ nói bắt buộc phải vô chemo gấp, nếu mà không vô chemo thì sẽ không giữ được mạng, thì vô chemo thì hy vọng được giữ mạng. Nhưng cái level mà có thể bác sĩ vô chemo được á, là phải là 500 level đề kháng, nhưng cơ thể của nó chỉ có là 50 đề kháng thôi, là không thể nào mà vô được, vô là bị sốc thuốc. Thì bác sĩ rất là lo và mọi người rất là lo. Thì nhà Vân Vân cho nó uống liên tục trong vòng chỉ có 3 ngày thôi, 3 ngày tới ngày thứ tư bác sĩ có thể vô được chemo cho nó. Và sau đó thì liên tục uống cho tới tháng thứ ba, thì bác sĩ một cái bất ngờ cho bác sĩ là bác sĩ nói là nó không còn tế bào ung thư trong người nữa, tại vì cái đề kháng của nó đã nâng lên cao để chống được cái bệnh của nó. Và để cái đề kháng cao thì nó sẽ tự nó hủy diệt và nó giết được những con vi trùng bệnh. Và bên cạnh đó là bác sĩ vô thuốc chemo nữa chứ không phải là nước gấc không, nhưng mà đại khái là cái nước gấc này nó hỗ trợ rất là nhiều mấy anh chị, nó hỗ trợ rất là nhiều. Và Vân sẽ đọc sơ cho mấy anh chị thấy cái sự hỗ trợ của nó để mấy anh chị mình có được cái khái niệm là mình tại sao mình cần phải có. Và những anh chị em mà có con mà 2 tuổi trở lên á, là cái này rất là cần mấy anh chị, rất rất là cần luôn. Là tại sao? Là tại vì những đứa con của mình đó, nó hay bị bệnh giặt. Không biết là chị Trinh hồi đó có mấy đứa nhỏ có hay bị những cái bệnh bệnh giặt không? Giống như mỗi lần mà bị cảm là cả cả làng của nó bị cảm hết. Có nghĩa Chính là xác. 3 đứa bị hết.
hết đứa này vô bệnh viện đi bệnh đi đi bác sĩ, tới đứa kia đi bác sĩ, nó làm cho mình mệt luôn, đuối luôn á, thế là nó lây Ôi hay sao nghe không biết nữa. dạ, nó lây lan cả gia đình. À, Dạ. Chinh có cái năm Chinh đang ở trong bệnh viện thì coi như là thằng con Chinh nó nhập viện mà Chinh không hay, là hai mẹ con cùng nằm chung một bệnh viện mà Chinh không hay, thì đó là cái mùa cúm nặng lắm. Vậy thì cái vấn đề ở đây cúm là thường thường nó lây cả gia đình, nhưng mà cái good news là coi như gia đình Chinh không có cúm nữa đâu. Thì cảm ơn Vân, Vân đã chia sẻ cho mọi người. Mình chỉ ước mong sao những cái sản phẩm này thật ra là rất là cần thiết, mà nếu như là mỗi trong một cái gia đình mà có dành cho cả gia đình cùng dùng thì mình không có lo lắng nhiều trong cái mùa đông nữa. Bởi vì mùa đông ai cũng lo đi chủng ngừa cúm này này kia nha, thật ra vẫn bị cúm, mà cúm là cúm cả gia đình. Cái đó là mình nói vấn đề cả mùa đông thôi, chứ thật ra là cả quanh năm. Coi như là Em thì nó em không biết mùa đông, ở đây ở Florida em không biết mùa đông là cái gì, nhưng mà thật sự ra đó là vì bản thân của em á, là em mang bầu mấy đứa nhỏ là tới gần ngày sanh em đi sanh luôn, đi làm á, làm neo tới gần ngày sanh đi sanh luôn. Thì các bạn biết là khi mình mang bầu á thì những em bé mình thích cái gì vô là em bé nó hưởng hết trong đó, cho nên là khi mà em sanh mấy đứa nhỏ ra nó eo ọt lắm chị, nó rất là eo ọt, và nó bị xỉn, nó bị xỉn rất là nặng, và cứ là mỗi năm không biết là bao nhiêu lần nó bệnh, bao nhiêu lần nó bệnh, và kể cả chích ngừa cảm cúm hay là chích ngừa một năm hai ba lần như vậy nó vẫn bệnh, nó vẫn bệnh, cho tới khi mà nó dùng cái G3 này mấy chị, nó dùng cái G3 thì tới bây giờ thằng nào thằng nấy nó như nó mạnh như con trâu vậy, không có thể nào mà nó không không biết bệnh hoạn là gì mà còn không có chích ngừa nữa mấy chị. Cho nên là Vân sẽ đọc sơ cho mấy chị thấy cái công dụng của nó ha. Nó hỗ trợ rất là nhiều cái thành phần mấy chị, bảo vệ DNA, bảo vệ và điều chỉnh DNA nè, giúp hạ huyết áp anh chị, quý bác ha, quý cô hay là những người lớn tuổi huyết áp cao, nó giúp quân bình lại lượng huyết áp, thúc đẩy quá trình lành vết thương nhanh, cải thiện trí nhớ và thị lực, ngăn ngừa bệnh tim mạch, điều trị chứng khô mắt ha, của mình đó đúng không, điều trị chứng khô mắt và hỗ trợ mắt, hỗ trợ hệ thống tiêu hóa, tăng cường hệ thống miễn dịch, ngăn ngừa ung thư tuyến tiền liệt, hỗ trợ chức năng gan, phòng ngừa thấp khớp, viêm xương khớp. Đó là những cái mà nó có thể hỗ trợ được. Còn bên cạnh đó hồi nãy chị nói là chị dùng thêm cái Alox Juice đúng không chị? Chính xác Vân. Dạ. Cái nước rất đã tốt lắm rồi mà mình phải bồi bổ nữa, có nghĩa là sức khỏe là vàng, cho nên có những cần không cần vàng để mua mà mình vẫn có thể có điều kiện để mà mình hỗ trợ cho cái sức khỏe của mình, đây là cái Alox Juice. Thì như Trinh nói hồi nãy, Trinh có nói vấn đề Trinh mỏi mệt cỡ nào thì mình nghĩ là mọi người cũng có cái mỏi mệt như mình. Sau một thời gian không cần, mình chỉ cần uống trong vòng có vài tuần lễ thôi là mình đã thấy khác hẳn, có nghĩa là mình có thể thức được buổi sáng, mình làm việc buổi sáng, đưa con đi học vui vẻ, nấu cơm cho gia đình, rồi mình dọn dẹp, rồi mình vui vẻ xách giỏ đi làm, tối về là coi như ăn xong ca hát thì mình có thể là, có nghĩa là con người mình nó tỉnh táo hoàn toàn hết. Mình nghĩ cái này nó có phải là thần dược hay không? Không, nhưng mà tại sao đối với mình nó không thể thiếu được với mình nữa, coi như là mình đi đâu cũng mang nó theo. Ví dụ như hôm nào ông xã hỏi mình có nhớ uống không vậy, rất kiệt, tại cái là mình làm sao mình quên được, có thể mình ăn mình quên ăn nhưng cái này mình không thể quên được, bởi vì nhờ nó mà nó giúp mình 4 năm nay coi như là con người mình nó khác hẳn hoàn toàn hết, từ một người mệt mỏi mình trở thành là một con người nó tháo vát, nó năng nổ, đến lúc mà người ta nói mình hai bờ cái sợ luôn á, có nghĩa là nếu mà có ai thấy mình trong cái Facebook mà cái hình mình leo lên cái cây á, mình vẫn leo được lên trên cây, mình đi leo xuống luôn, có nghĩa là đôi lúc mình cũng phải thử sức mình xem coi trước khi đây là nhỏ mười mấy tuổi mình leo, bây giờ ở cái hàng năm bó rồi mình có leo được hay không, và mình chứng minh cho bản thân mình vẫn còn leo được, thì các bạn đã thấy rằng là nó giúp mình đến cỡ nào. Và mình chỉ có mong muốn rằng, mình nói thật, nếu mà trước đây mười mấy năm, 20 mấy năm về trước, nếu mà có một người nào đó nói với mình như vậy, mình nếu mà mình có những cái thứ sản phẩm này đã giúp mình, có nghĩa là đã mười mấy năm về trước rồi, thì có lẽ là mình sẽ có một cái thái độ còn khác hơn bây giờ nữa, có nghĩa là mình có một cái tích cực, bởi vì khi cái sức khỏe mình tốt thì con người mình trở nên tích cực, có nghĩa là mình rất là vui vẻ, mình rất là hoạt bát, coi như là mình có thể làm được mọi thứ mà trước đây mình nghĩ chắc có lẽ chỉ có cái nghề neo, làm neo
nhau xong về là không còn làm được điều gì nữa hết. Bây giờ mình còn làm rất là nhiều. Yeah. Rất là nhiều điều không thể tưởng được. Dạ, em thấy là cái da của chị càng ngày càng trẻ đẹp nữa nha. Cảm ơn Vân nhiều. Yes, Vân. Đây cũng mình được nhiều người khen lắm, nhiều người nói là Trinh trẻ, dạo này trẻ. Cứ ngó vào cái mặt của mình có thể là tìm kiếm coi có cái thứ gì trong đó, có nghĩa là nhiều người người ta phải dùng để căng ra cái da mình nó căng á, nhưng mà hoàn toàn không có vết gì hết á, là cái da mình nó, mình nghĩ thứ nhất là nhờ có cái sức khỏe, và cái thứ hai đây là một cái loại là sửa chữa cái tế bào, nó làm cho cái tế bào mình trở nên, mình nghĩ là nó trẻ trung hơn, mình cứ nghĩ, mình cứ nói là đại khái như vậy. Bởi vì những gì mình trải nghiệm thì mình chỉ có chia sẻ những gì mình trải nghiệm, mà cái trải nghiệm của mình đôi lúc nó cũng chưa đầy đủ bằng khi mà những người khác họ quan sát bên mình, họ theo dõi mình từng ngày từng giờ, gặp bên ngoài rất là trẻ. Thì cái Alocus mấy anh chị nó chỉnh sửa tế bào gốc và chỉnh sửa trên 1.500 tế bào gốc trong cơ thể của mình. Những tế bào nội yếu thì nó sẽ chỉnh sửa cho khỏe, chứ nó không phải là trị bất cứ cái bệnh gì hết. Nhưng khi ở trong khỏe, tự nhiên ở ngoài cái da dẻ mình nó hồng hào, nó đẹp ra, đúng không? Thì em sẽ đọc sơ về cái sự hỗ trợ của Alocus cho mấy anh chị nào mà chưa biết nha. Tăng cường sức khỏe của tế bào, bảo vệ và hồi phục cơ thể ở tầng rất là nhiều tầng tế bào, không biết rồi, tầng tế bào giúp cân bằng phản hồi của tế bào lành mạnh, phá gãy những phản hồi có thể tổn hại ảnh hưởng đến lão hóa, mô hình nội thống tích cực phản hồi cytosin, hỗ trợ DNA bảo vệ tế bào hư hại và chỉnh sửa lại, cung cấp tế bào bảo vệ oxy hóa, bảo vệ và chống oxy hóa, sức khỏe não, hỗ trợ bộ não, hỗ trợ tim mạch, hỗ trợ sức khỏe và trao đổi chất trong cơ thể của mình, hỗ trợ trao đổi chất cho tế bào mỡ lành mạnh, hỗ trợ trao đổi chất glucosin đường cái đường á là bình thường lại, hỗ trợ về da, cung cấp chức năng và bảo vệ màng chắc cho da tốt hơn, duy trì sức khỏe về da tốt nhất, hỗ trợ về xương tăng cường sức khỏe và hỗ trợ cấu trúc và tình trạng nguyên thủy, sức khỏe về khớp, hỗ trợ sức khỏe khớp và phát triển dịch lành mạnh cho khớp, hỗ trợ về mắt, cung cấp thành phần quan trọng cho sức khỏe của mắt, của cấu trúc của mắt và bảo vệ mắt, phát triển sức khỏe của mắt và hỗ trợ thị giác lành mạnh, hỗ trợ thể lực cường tráng, hỗ trợ sức khỏe về hệ miễn dịch. Đó là những cái mà Alocus hỗ trợ mấy chị. Và Vân nhớ nói tới đây thì nhớ là một câu chuyện là trước đây là anh Giao, anh xã Vân có chia sẻ cho một chị này, thì khi mà gặp chị đó là chị băng cái tay như vậy nè, cột cái tay, một cái tay mặt đó là không còn cảm giác nữa. Tự nhiên cái cầm cái dũa, cũng là làm neo 20 mấy năm, cầm dũa, cái dũa nó rớt xuống, không còn cảm giác cầm dũa nữa. Thì đi bác sĩ mới nói là cái hệ cái những cái nerve á, những cái nerve kêu bằng tiếng Việt là gì? Kêu bằng gì chị? Những cái dây thần kinh á, nó bị tổn thương vì cầm dũa quá là lâu năm, thì nó tổn thương, thì cho đến cầm dũa nó không còn cảm giác nữa, và cầm bất cứ cái gì nó cũng không còn cảm giác nữa, nó rớt dũa nào mà chị không biết luôn. Thì bác sĩ nói là không thể làm neo được nữa. Thì chị nói trời ơi, cái chị có cái nghề neo thôi, nào giờ mấy chục năm nay làm neo thôi mà giờ nói không còn làm neo được nữa thì làm sao mà dũa được, rất là buồn. Thì khi mà anh Giao gặp chị đó, thì với một cái trạng thái như vậy đó, mất tinh thần, tay chân băng bó hết, thì lúc đó là Alocus mới ra, thì ảnh mới nói là đâu chị uống thử cái này coi, nghe nói là hỗ trợ được xương khớp và tế bào, thì đâu chị dùng thử. Thì chị dùng thử là trong vòng có 10 ngày thôi, chị gọi anh Giao là chị cảm ơn ríu rít luôn. Chị nói là không ngờ là nhờ cái này mà mình có cảm giác cầm dũa lại được. Và chỉ trong vòng có 3 tuần thôi là chị cầm dũa, chỉ dũa sạc 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 giống như bình thường vậy. Rồi câu chuyện khác nữa là mẹ Vân bị đầu gối đó, bị đầu gối lỏng đó, hết chất nhờn đó,
cái miếng điểm nó cũng mòn luôn, thì nó đi nó nghe cục 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 cục, rồi thì một ngày đẹp trời nó không cho đi nữa nữa luôn, nó sụm luôn đó. Thì bác sĩ cũng bắt phải mổ, nhưng mà mẹ mẹ nói là thử 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 cái này coi như thế nào. Thì lúc đó mẹ thử thì cũng trong vòng chưa đầy 1 tháng thì mẹ đi lại được, cái chân nó rất là khỏe mấy chị. Trở lại là nó không phải trị những cái bệnh đó mấy chị nhé, nhưng nó hỗ trợ những cái gì yếu trong cơ thể của mình, nó sẽ hỗ trợ, nó làm cho khỏe hơn. Và nếu như những cái tế bào của mình mà nó đã bị bệnh rồi đó thì nó sẽ giúp hồi phục lại rất là nhanh mấy anh chị. Và đặc biệt là những ai mà đang bị thương, có vết thương á, Vân có thấy một cái người này vết thương ngay mắt, mà xém xíu nó vô mắt rồi, nhưng mà vết thương trên chân mày đó là rất là sâu và mở ra luôn đó, vết thương rất là to. Nhưng mà bên cạnh đó là dùng thêm dược thảo là nó lành trong vòng cái hình chưa đầy 10 ngày nữa là nó siêu lại, nó lành lại luôn mấy anh chị, rất là tuyệt vời. Đó là những cái mà hai chị em Vân hôm nay muốn cống hiến và chia sẻ cho mấy anh chị, và hy vọng là ai đó có thể nhờ những dòng dược thảo này mà khỏe bệnh. Ok, và không biết chị Trinh có lời gì cuối muốn, lời khuyên cuối hay là lời cuối. Cảm ơn Vân mà để cho Trinh được chia sẻ. Thì đây là một cái cơ hội để mình giúp cho bản thân mình, và mình có thể giúp cho rất là nhiều người. Thì đây là cũng là một cái điều gì tốt, mình nghĩ đó là một cái phước. Cái gì mình đã cảm thấy giúp được cho mình thì cái điều đó mình mang đến cho người khác, và mà người khác giúp đỡ cho người khác. Bởi vì sức khỏe là vấn đề nan giải, và khi mình đã có biện pháp để hỗ trợ sức khỏe của mình, tại sao mình không làm cái điều đó để giúp mọi người, và mọi người có thể giúp được mọi người. Thì cảm ơn cô Vân là mình đã theo dõi cô Vân trong suốt nhiều năm, và mình đã học hỏi cô Vân rất là nhiều, bởi vì cô Vân đã giúp cho rất là nhiều người có được một cái sức khỏe, và khi có một cái sức khỏe lại là có một cái cơ hội tốt hơn nữa. Thì đó là cái lời chia sẻ của mình. Thì mình bảo vệ sức khỏe mình mấy anh chị nhé. Khi còn khỏe thì cần phải bảo vệ sức khỏe, đừng có để mà quá muộn thì sẽ không có không kịp nữa. Cho nên những sản phẩm này không phải là để trị bệnh các anh chị nhé, không phải trị bệnh, nhưng nó chỉ có phòng bệnh thôi, nhưng mà vì nó quá là tuyệt vời, nó có thể hỗ trợ được những cái bệnh, cho nên đó là cái mà tụi Vân muốn chia sẻ cho mấy anh chị. Và nếu mà ai mà có bất cứ câu hỏi gì thì có thể nhắn cho chị Trinh hoặc Vân, hoặc là những ai đó chia sẻ cái video này ra, tụi Vân có thể giúp anh chị mua thẳng vô công ty với giá rất là đặc biệt. Và again là tụi Vân chỉ có một cái tâm là thích đi giúp nhiều người, càng nhiều người càng tốt, và giúp người có nhiều sức khỏe mấy anh chị, vì có sức khỏe là có tất cả. Và một lần nữa em cảm ơn chị Trinh rất là nhiều đã nhận lời lên Facebook Live cùng em ngày hôm nay. Rồi, cảm ơn Dạ, Vân rất nhiều. dạ một Rồi, lần cảm nữa, ơn tất cả. Cảm dạ, ơn cả nhà nha. vâng, cảm ơn cả nhà đã theo dõi Facebook Live của tụi Vân ngày hôm nay, và hẹn gặp lại lần sau. Chào tạm biệt cả nhà.